Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh kiến nghị để thực hiện nghị quyết số 8 NQTW của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, rất cần thiết sửa đổi luật đất đai theo hướng cho phép thực hiện chế độ sử dụng đất ổn định lâu dài đối với đất du lịch. Đất du lịch chỉ được sử dụng nhằm mục đích phục vụ du lịch. Theo Hiệp hội Bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh, hiện nay nhiều chủ đầu tư dự án condotel kêu rằng đang có khoảng trống pháp luật về các loại hình condotel hiệp hội cho rằng việc này xuất phát từ lợi ích của các chủ đầu tư dự án cụ thể là trong các năm qua các chủ đầu tư dự án condotel đã đạt được lợi nhuận rất lớn do giá bán căn hộ condotel tương đương giá bán căn hộ cao cấp trong khi giá thành thấp và nghĩa vụ của doanh nghiệp nộp tiền sử dụng đất tiền thuê đất dự án vào ngân sách nhà nước chưa tương xứng kế đến là với mục đích muốn bán nhanh, chốt lời nhanh dự án condotel nên các chủ đầu tư thường thực hiện phương thức bán căn hộ condotel với cam kết lợi nhuận phổ biến từ 8 đến 12% trên năm trong 8 đến 12 năm với thủ thuật tăng giá bán cao hơn rất nhiều so với giá gốc. Nói cách khác, chủ đầu tư lấy tiền trước của khách hàng rồi trả lại dần cho khách hàng theo cam kết lợi nhuận, kiểu lấy mỡ nó, giá nó để tăng thêm tính hấp dẫn khi bán hàng, chủ đầu tư dự án condotel còn cam kết người mua condotel sẽ được cấp sổ đỏ ổn định lâu dài, không hình thành đơn vị ở, trong khi luật đất đai hiện hành không có quy định cấp sổ đỏ ổn định lâu dài mà chỉ quy định cấp sổ đỏ có thời hạn cho người mua condotel. Thực tế các năm qua đã có vài địa phương xé rào cấp sổ đỏ ổn định lâu dài, không hình thành đơn vị ở cho người mua căn hộ condotel. Việc làm của các địa phương này là trái với quy định pháp luật đất đai hiện hành. Văn bản của Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, việc mua bán, cho thuê, thuê mua, tặng, cho đổi, thế chấp condotel, theo góp vốn bằng condotel theo đã được quy định tại Luật kinh doanh bất động sản, Bộ luật dân sự. Riêng điều kiện bán condotel theo hình thành trong tương lai cũng đã được quy định tại Điều 55 Luật kinh doanh bất động sản. Vướng mắc còn lại là điều 56 luật kinh doanh bất động sản chỉ quy định bảo lãnh trong bán, cho thuê, mua nhà ở hình thành trong tương lai mà chưa có quy định phải thực hiện bảo lãnh nghĩa vụ tài chính của chủ đầu tư dự án Cô Đô Theo hình thành trong tương lai với khách hàng. Ngoài ra đến nay cá nhân nước ngoài vẫn chưa được phép mua căn hộ Cô Đô Theo. Hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh cũng kiến nghị để thực hiện nghị quyết số 08 nqtw của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, rất cần thiết sửa đổi luật đất đai theo hướng cho phép thực hiện chế độ sử dụng đất ổn định lâu dài đối với đất du lịch. Đất du lịch chỉ được sử dụng nhằm mục đích phục vụ du lịch. Như vậy, ngoài hình thức thuê đất có thời hạn, chủ đầu tư các dự án khu du lịch nghỉ dưỡng còn có thể lựa chọn hình thức sử dụng đất du lịch ổn định lâu dài và sẽ phải có nghĩa vụ nộp tiền sử dụng đất phù hợp giá thị trường vào ngân sách nhà nước, tương tự như chính sách thu tiền sử dụng đất ở. Trên cơ sở đó, người mua căn hộ condotel sẽ được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu và quyền sử dụng đất ổn định lâu dài, Hiệp hội bất động sản Thành phố Hồ Chí Minh nêu phương hướng. Hiệp hội cũng cho rằng chính phủ cần bổ sung quy định thực hiện bảo lãnh ngân hàng khi bán condotel hình thành trong tương lai để bảo vệ nhà đầu tư thứ cấp xem xét cho phép cá nhân nước ngoài được mua căn hộ condotel tại các dự án ngoài khu vực bảo vệ quốc phòng, an ninh nhằm tăng thêm tính thanh khoản và bổ sung thêm nguồn vốn đầu tư phát triển ngành du lịch. Trước mắt, các cơ quan có thẩm quyền cần hướng dẫn cấp ngay sổ đỏ có thời hạn cho người mua căn hộ condotel để đảm bảo quyền lợi khách hàng cần có biện pháp yêu cầu chủ đầu tư dự án condotel thực hiện nghĩa vụ đảm bảo lợi nhuận cho nhà đầu tư thứ cấp như đã cam kết trong hợp đồng văn bản của hiệp hội bất động sản thành phố Hồ Chí Minh đề xuất